Chiều nay, đoàn công tác của Hội đồng Nhân dân thành phố có chương trình giám sát tại phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh gắn với việc thực hiện mô hình chính quyền đô thị tại phường Hòa Thọ Tây năm 2022. Theo đó, 3 tháng đầu năm 2022, phường Hòa Thọ Tây tiếp tục duy trì thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ kinh tế xã hội, nhất là về công tác quản lý đô thị, môi trường, quốc phòng an ninh được giữ vững ổn định. Công tác trực sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm túc, các hoạt động văn hóa diễn ra sôi nổi, tạo nên sự đoàn kết gần gũi, gắn bó trong khu dân cư. Tuy nhiên, ở lĩnh vực thu ngân sách, so với năm 2021 do còn gặp nhiều khó khăn nên chưa đáp ứng được kế hoạch đề ra, chưa phát triển tốt dịch vụ, giải quyết công ăn việc làm cho người lao động. Công tác đầu tư xây dựng trên địa bàn phường còn chậm. Tại buổi làm việc, đoàn công tác của Hội đồng Nhân dân thành phố đã ghi nhận, tiếp thu một số đề xuất kiến nghị của địa phương trong thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị.